Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam ngày hôm nay, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie Dose cùng với đoàn đại biểu Nghị viện Vương quốc Bỉ đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế. Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ, bà Stephanie Dose cảm ơn lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu, bày tỏ vui mừng khi đến mảnh đất Quảng Trị anh hùng. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Bỉ và Việt Nam, vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Chủ tịch Thượng viện Bỉ cho biết, dự kiến sẽ có một nghị quyết được phê chuẩn bởi Hạ viện Bỉ về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam dioxin tại Việt Nam. Nghị quyết kêu gọi chính phủ Bỉ thúc đẩy các nỗ lực cung cấp thêm các khoản viện trợ cho các nạn nhân da cam dioxin Việt Nam, cũng như hỗ trợ chính phủ Việt Nam giúp đỡ nạn nhân da cam. Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie Dose cùng đoàn đại biểu Nghị viện Vương quốc Bỉ cũng đã đến thăm hoạt động phát triển chuyên môn cho giáo viên thuộc dự án TOP, thăm hoạt động truyền thông về bạo lực giới đối với trẻ em gái và phụ nữ trẻ thuộc dự án PLAN, đồng thời đến thăm làng người đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Ván Ri, xã Húc, huyện Hướng Hóa. Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong những năm qua, thành phố Huế đã có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với các địa phương của Vương quốc Bỉ. Tại các kỳ Festival Huế, nhiều đoàn nghệ thuật của Bỉ đã tham gia và để lại dấu ấn trong lòng công chúng. Về lĩnh vực y tế và giáo dục, có 60 giảng viên và y bác sĩ tại Huế cũng theo học và tu nghiệp tại Bỉ. Tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn đẩy mạnh hợp tác với các địa phương của Bỉ trong lĩnh vực du lịch và văn hóa, kêu gọi các doanh nghiệp Bỉ đầu tư vào Huế. Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie Dose bày tỏ ấn tượng với cảnh quan, di sản văn hóa Huế, đặc biệt là chỉ số PAPI của Huế đứng top đầu toàn quốc. Về du lịch, lượng du khách từ Bỉ đến tham quan Huế xếp thứ 2 trong danh sách các quốc gia trên thế giới. Thời gian tới, Vương quốc Bỉ sẽ tiếp tục gửi các đoàn nghệ thuật đến giao lưu tại Festival Huế, cũng như các hoạt động ngoại giao văn hóa khác.